Các nguyên nhân gây nên vô sinh không có tinh trùng. Có khá nhiều nguyên nhân có thể gây nên tình trạng không có tinh trùng ở nam giới. Dưới đây sẽ liệt kê một số nguyên nhân phổ biến như sau. 1. Nam giới bị mắc dị tật bẩm sinh không có ống dẫn tinh. Nếu như nữ giới cần có ống dẫn trứng để vận chuyển trứng, thì nam giới cũng cần ống dẫn tinh để tinh trùng có thể di chuyển ra ngoài. Thế nhưng một số bạn nam trong giai đoạn dậy thì không phát triển ống dẫn tinh thành kích cỡ chuẩn và dẫn đến việc tinh trùng không có đường di chuyển ra ngoài. 2. Tắc ống dẫn tinh. Các bé trai từ khi sinh ra có khả năng gặp phải tình trạng tắc ống dẫn tinh bẩm sinh. Ngoài ra khi trưởng thành các bệnh xã hội cũng có thể khiến người đàn ông gặp tình trạng này. Cũng như trường hợp không có ống dẫn tinh, đàn ông bị tắc ống dẫn tinh cũng làm tinh trùng không ra ngoài được. 3. Mắc hội chứng xuất tinh ngược dòng. Rất nhiều trường hợp nước tiểu của nam giới bị lẫn tinh trùng đã được ghi nhận. Nam giới mắc hội chứng xuất tinh ngược dòng này sẽ xuất tinh ngược về bàng quang thay vì đi đến màu tinh và ống niệu đạo. 4. Suy tinh hoàn. Như chúng ta đã biết, tinh hoàn chính là nơi chuyên sản xuất tinh trùng. Nếu cơ quan này bị suy yếu thì quy trình tạo ra tinh trùng cũng bị ảnh hưởng. Tinh trùng sẽ không được sinh ra, hoặc dù có được sinh ra nhưng cũng không trưởng thành được.